Bonsai Uống Liễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình sẽ có một số phôi giao lưu anh em Trà Phúc Kiến, Sim Tím và Sam Núi. Kỳ số 1 là một cây Trà Phúc Kiến, giá là 330 ship, chiều cao thì từ đế lên 65. Cây số 1 Trà Phúc Kiến giá 300 bao ship. Cây số 2 cũng là Trà Phúc Kiến, giá là 300 bao ship. Cây này một gốc rất là to này. Giá cây Trà Phúc Kiến số 2 là 300 bao ship. Mình sẽ đo chiều cao. Chiều cao là 75 tính từ đế. Anh em chốt cả hai thì sẽ có giảm giá. Lô số 3 là ba cây Sim Tím, giá là 300 bao ship. Nên nhìn chiều cao nha. Mình có thể trồng trang trí hoặc là trồng lấy quả. Trồng lấy quả quả sim thì có thể ngâm rượu. Anh em xem hình quả sim nha. Này là quả sim, có thể ngâm rượu. Quả hoa của nó rất là đẹp. Lô số 3 có 3 cây sim, giá là 300 bao ship. Lô số 4 là bao gồm Hải Châu và Sam Núi. Cái Hải Châu mini. Mình có lô số 4 bao gồm 3 cây Hải Châu. Rồi, này là Sam Núi. Lô số 4 có 3 cây Hải Châu và 3 cây Sam Núi nha. Mấy cái này nhỏ thôi, không có lớn. Lô số 4 là 300 bao ship. Hải Châu và Sam Núi. Số 5 là một cụm sim. Cụm sim này nó có một cụm bông trang mẫu đơn nằm chen vào. Anh em mua một là được hai nha. Vừa sim vừa trang. Giá là 400 bao ship, tại vì cụm này hơi lớn nên phí ship hơi cao. Vừa có bông trang vừa có bông sim. Mã số 5 sim và bông trang là 400 bao ship. Mã số 6 là hai cây sim, hai cây gián quái, đó là 350 bao ship.
khóc rất là quái. Mã số 6, 350 bao ship, 2 cái sim. Và cuối cùng là cụm sim mã số 7, đó là 370 bao ship, tại vì cụm này phí ship cũng khá là cao. Một cục rất là to nha. Cụm sim là một cốt. Rộng là 65, cao là 35. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo những video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em.